Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Trendly Gamer. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với tựa game Rank Big Online. Và mình sẽ thử săn tàu hải quân cũng như là săn tàu hải tặc để tiếp tục tìm trác quỷ nha các bạn. Thì trác quỷ mình tìm đầu tiên chắc mình nghĩ là không thể nào mà trốn khỏi anh Suke đâu. Thì mình cũng mong là cái đợt X2 cuối tuần kỳ này đó, thì mình sẽ tìm ra một trác quỷ lâu ra hầm hố làm lố một tí hem. Chẳng hạn như là bi cá, hoặc là magu cũng được, hay là trái guru càng tốt các bạn. Trái Mira, trái Mira hiện tại là mình vẫn chưa có nha. Thì mình sẽ cố gắng kiếm trái Mira để review cho các bạn xem hem. Trước khi mình sẽ ăn guru vào, mình sẽ sử dụng trái magu này để farm thiền. Tuy là không được như rất nhiều các bạn comment, nhưng mà farm thiền cũng rất là ngon rồi. Các bạn comment nói với mình đó, trái guru là farm là đỉnh nhất rồi. Nhưng mà guru đó thì hiện tại ăn thì uổng các bạn. Ăn bây giờ mình thấy trái Mira đó, cái mình ăn Mira vào đó thì mình sẽ bỏ điên lực trái Guru, nên là uổng, nên là mình không dám ăn là vậy á. Có thể là mình tìm ra được trái quỷ Guru thì mình sẽ ăn. À đây 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 đây. Một trái quỷ đầu tiên đã tìm được. Biệt ngay mà các bạn. Chạy lần nào thoát, chạy khi nào thoát khỏi anh Suke các bạn. Anh Suke là lúc nào các bạn farm tàu cũng ra hết em. Có cái đợt đầu tiên mình farm trái quỷ Pika đó các bạn, phải nói là hên cực kỳ luôn. Hai bạn kia đánh âm âm đùng đùng, bỏ một con lấy tàu là xuống đá mấy cái của trái quỷ Pika. Cái đó là gọi là đỉnh cao rồi. Nhân phẩm là siêu siêu vô cực luôn các bạn. Tàu ra nữa. Ra mà mỗi lần mình chổng phao câu, mình đóng thuyền rồi hai chiếc, chiếc bự chiếc nhỏ. Oh my god, biết ngay mà. Các bạn thấy hai dòng chữ hiện lên là thế nào cũng có chiếc to đùng này. Cái chiếc này đó mình phải lên trên tàu mình đánh luôn hem. Chứ mà mình đứng ở dưới á, mình chưởng vào thì chỉ gây sát thương cho cái tàu thôi. Mấy anh hải quân ở trên vẫn còn có thể bứa được. Rồi đây nè, xử chiếc này xong rồi mình mới quay lại cái chiếc tàu bự kia, rồi mình giải quyết anh lái tàu hem. Tao cũng lạng lạng thấy ứng nè, lạng hả, nè nè, lạng đi đâu. Một đấm ăn ngay. Lên trên đây, stamina thì xem bộ là hơi tiêu tốn nhiều. Tại vì cái tàu bự mà xuất hiện tốn stamina lắm các bạn. Tao cũng bắn gì bắn hụt, hụt nữa không. Stamina còn có 100, 120 mấy à. Chắc mình nghĩ toàn quá, trượt trượt khó chịu quá. Ý, cuối cùng anh hải quân lái tàu bự cũng đã hy sinh. Ý, tôi đừng biết ngay mà, nãy mới thấy chớp nhoáng đằng kia. Lao lại đây. Từ từ, mình bay cao cao lên tí. Vậy mà cũng hụt nữa ta. Đừng mà mấy anh cũng 95 máu rồi. Từ từ thôi. Thục gì thục khí ứng vậy. Bắn quá à. Tao còn tới nữa. Vì tao tới liên tục vậy. Mana chịu nổi các bạn ơi. Tamina toan rồi. Hên. Hên bị dướng cây mũi tàu vào cái tàu mình đó các bạn, không di chuyển được nữa. Nên là đâu có canh được cái hướng bắn. Canh hướng bắn là mình toan rồi. Làm gì. Đây trái quỷ nữa đây các bạn. Vô xem. Để gì đây. What? Go. Ủa phải trái guru trong túi mình lấy ra không vậy ta? Mà rõ ràng là guru mà các bạn. Ôi, một trái quỷ lâu xa nữa. Nhưng mà trái này mình có rồi mà. Không lẽ ăn review cho các bạn xem ta. Được đó nha. Bây giờ chắc là dục tạm ở đây hem. Để mình kiểm tra cái túi mình lại coi. Ở guru vẫn còn được các bạn. Mình tưởng đâu mấy anh hải quân đó lấy cái guru của mình. Rồi sau đó lại đem thải ngược lại cho mình. Mèo vẫn hoàng mèo hai trái rõ ràng nha bạn. Đây đó nha bạn xem nè. À, một cặp luôn. Dép còn có đôi, có cặp. Goro cũng có cặp luôn các bạn. Thì mình thấy cái cặp Goro này mình nghĩ đến trái quỷ Magu của mình. Magu của mình lúc trước mình cũng farm được một trái như thế này em. Rồi một trái ở trong túi nữa. Tổng cộng là hai trái. Mình đã cho một bạn ở trong server mình rồi. Bây giờ hiện tại trong server mình đến ba bạn sử dụng trái quỷ Magu. Rồi bây giờ mình cắt trái Goro vô nè. Cắt trước tiên là thả các bạn. Cho cái độ an toàn nó có đi hem. Lỡ mà nó sơ sẩy cái chuyện gì đó, chẳng hạn như là cúp điện, là coi như là hai trái đi luôn. Bây giờ cúp điện nó đi một trái thì không sao. Nhưng mà nhìn cũng luyến tiếc, cũng uổng á. Không biết là có ăn hay không nữa đây à. Mình ăn vào review rồi được rồi á. Nhưng mà nhìn cũng uổng quá đi. Có thể là mình sẽ gọi một bạn nào vào đó để cắt trái quỷ Guru này. Có thể là gọi Tấn Tài Gaming, hoặc là những bạn chơi chung với mình á, mà mình tin tưởng á, thì mình sẽ đưa cho những bạn đó cắt trái quỷ Goro.
Không thì mấy bạn nó cần trái quỷ thì có thể là cho mấy bạn đó để trải nghiệm năng lực của trái quỷ Goro luôn. Chứ hiện tại mình cũng đã có một trái trên người rồi, lấy lại chi nữa các bạn. Hoặc là có thể là mình trao đổi trái quỷ Goro này để lấy năng lực trái quỷ Mera để review cho các bạn cũng như là anh em xem hem. Thì trái quỷ Mera thì mình sẽ review luôn vừa trái quỷ mà vừa thiền cho các bạn xem như thế nào hem. Tại vì nếu mà trái quỷ Mera mà kết hợp với thiền đó thì sẽ tăng tốc độ của cái thiền lên rất là nhanh luôn. Thì mình sẽ cố gắng tìm ra trái quỷ Mera để review cho các bạn xem. Còn bây giờ thì cái trái quỷ Goro này á, để đây á thì mình thấy nó cũng không an toàn lắm các bạn. Tại vì mình đã gặp một cái trường hợp rồi, gặp rất là nhiều lần luôn, là khi mà các bạn để trái quỷ ở đây á, không có ai trong server luôn nha, thì lát các bạn quay lại mất tiêu à. Không biết là trái quỷ trong vòng một tiếng nó biến mất. À đúng rồi, trái quỷ trong vòng một tiếng biến mất mà các bạn. Nhưng mà mình nhớ là lúc trước mình farm mình để đây mười mấy trái cũng đâu có sao đâu ta. Mình farm 2 tiếng mấy mình để mười mấy trái cũng không sao. Vậy là trường hợp nó sẽ rơi vào là mấy cái tàu hải quân đó các bạn. Đẩy đẩy mấy bạn lên á, thì trong lúc mà mấy bạn giao chiến bắn chiêu đồ trúng thì bắt đầu trái quỷ nó sẽ lăn xuống biển á, thì mình không để ý để mất. Nhưng mà trái quỷ Goro nó chói lòa như thế này, không có khi nào mà không để ý đâu các bạn. Ngoại trừ mà xui xẻo lắm á, cái tàu hải quân nó đẩy vào á, nhất là cái tàu bự á. Có những lúc mà tàu bự nó vô đây luôn á, nó đè trái quỷ rồi trái quỷ kẹt trong tàu. Đấy rồi mình đánh rồi trái quỷ kẹt luôn trong tàu vô cái cốc lắc luôn, là mình sẽ không lấy lại được trái quỷ nữa. Nên là có trái quỷ xịn xịn dục ở đây thì cũng khá là không an toàn. Mà để trong ngừ á thì càng chết các bạn. Tại vì mình phải chiến đấu với rất là nhiều tàu hải quân, thì lỡ sơ sẩy nhất là cái tàu bự á. Các bạn thấy lúc nãy mình nhảy lên cái tàu bự mình đánh rất là nhiều, mà cái tàu bự nó giật 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 giật, nghe nó rất là lắc luôn đó các bạn. Thì có khi là cái tàu bự nó sẽ đè lên người mình. Và mình tuy là tộc người cá, nhưng mà tộc người cá mà ăn trái quỷ Magu với Hiê là gọi là phế phẩm luôn các bạn. Chỉ mang danh tộc người cá thôi chứ không bơi được hem. Thì mình sẽ bị nhấn chìm phía dưới biển. Mà khi nhấn chìm phía dưới biển là toang thật sự. Vậy là trái quỷ của mình không cánh mà bay. Cho dù mình có dục ra bên ngoài đi chăng nữa, thì với cái độ lắc của nó đó, thì chắc chắn là trái quỷ sẽ không tồn tại được. Hoặc là mình sẽ bị giật ra một cái chỗ nào đó, nó nguy hiểm lắm các bạn ơi. Nên là mình sẽ cố gắng farm thêm vài tàu nữa đi, rồi mình đem mình dẹp trái quỷ lên trên đảo trên trời ha, mình dục cho chú trời Ino ăn. Đem dằn mặt chú trời Ino vậy đó, kêu anh tưởng đâu là có một mình anh có trái quỷ Goro hả, em đây là em đến 2 trái luôn nè, chứ không phải là có 1 trái đâu. Trái quỷ Goro 2 trái một lượt, làm lần một cặp gì đó các bạn, cho chú trời Ino thấy nể. Mà các bạn thấy ghê chưa? Mình farm 2 trái quỷ 2 lần. Đầu tiên là 2 trái Magu hem, kế đến là 2 trái Goro, tương lai chắc là 2 trái Pika, 2 trái Mira chắc có quá. Farm lâu ngày dài lâu thì ai không vậy các bạn. Các bạn chỉ cần có 1 trái Loza để cầm chân để cho mấy bạn farm là chắc chắn mấy bạn sẽ có những trái quỷ hầm hố lầm lố tiếp theo hem. Các bạn không cần mà phải có game pass như mình đâu, chắc chắn là mấy bạn sẽ có những trái quỷ hầm hố lầm lố nếu mà mấy bạn có được 1 trái Loza cho các bạn farm tàu hải quân là được. Hoặc là các bạn có thể bắt nguồn từ trái bơm bơm cũng được. Trái bơm thì mình thấy là farm tàu khá là mạnh á. Trái Paris á thì lúc trước mình nâng có 100 điểm nên là mình không có biết được mấy bạn à. Thôi bây giờ gom trái Goro đem lên trên trời nha các bạn. Đây, mình sẽ đi trên chiếc thuyền này, chứ mình reset là không được rồi đó. Hải lưu đây. Từ từ, dòng thuyền lại. Chậm chậm. Đó. Bắt đầu. Tiến thẳng đảo trên trời. Trời ơi, bắn. Bắn gì bắn quá vậy? Thuyền mình còn đến 700 mấy máu mà lo gì? Giờ mình đứng mình cho anh nã thêm 100 khẩu đại pháo nữa cũng không thể nào banh nổi thuyền mình. Mình dục vậy cái thuyền nó sẽ ra xuống biển nha các bạn. Ơi, ơi! Ủa? Cái gì vậy? Ôi chết 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 chết, dục trái quỷ ra, dục trái quỷ ra, dục trái quỷ ra. Trời ơi, coi cái chuyện gì vậy? Mình đang lên trời mà. Lỗi nữa chứ, gặp xui thế. Trời ơi. Căng vậy. Sao lại gặp cái lỗi này? Để mình đi xuống dưới mình kiếm lại trái quỷ nha các bạn. Mình bây giờ á, mình hết cách rồi các bạn ơi. Bây giờ chỉ còn có một cách duy nhất á, là mình sẽ bỏ đi cái trái quỷ Magu của mình bằng 50 Robux ha, rồi mình mới lặn xuống dưới được. Chứ bây giờ trái Magu mình chạy trên mặt nước không à, đâu có lặn xuống dưới được. Giờ lặn xuống dưới kiếm luôn nè.
mà giờ biết nó đâu kiếm. Thường thường á là nó lắc cái kiểu đó đó, là con nhân vật của mình một là bị đẩy ra rất là xa chứ không có gần ở đây, còn hai là ra khỏi cái biển của map luôn các bạn. Ơi là trời, cái Guro chưa kịp lên trên trời nữa. Mình nhớ là mình bay lên là nó hiện lên là cái đảo Kai Island rồi, mà tự nhiên cái con nhân vật của mình nằm dưới đáy biển. Admin chơi đau thiệt. Chắc là do mình đang cầm trái quỷ xịn á. Các bạn tương lai các bạn cầm trái quỷ xịn cũng cẩn thận giùm mình ha. Cái này mình nói thiệt, đây là cái sự ngu người của mình luôn. Mình không biết cái gì luôn á. Mình đang cầm trái quỷ ở trên tay, là mình nhảy, mình nhảy đang lên đảo trên trời rồi, đang lên cái cổng trời rồi, thì tự nhiên con nhân vật của mình nó lại nằm ở dưới đáy biển. Trời ơi, cái chuyện gì đang xảy ra vậy nè. Các bạn mà có trái quỷ xịn xịn đó thì bạn cứ kêu bè bạn mấy bạn vô, bỏ vào túi gấp đi, đừng cầm đi đâu hết, nó quá nguy hiểm đi các bạn. Thường thường là có trái quỷ xịn ở trong người á thì dễ bị dính cái lỗi đó lắm. Tại vì khi mà các bạn gặp cái lỗi đó thì bạn mới mất trái quỷ, mà mất trái quỷ là bạn phải tức tối, mà khi mà tức tối thì bạn sẽ tiếp tục trải nghiệm game này và farm game này. Đó là điều mà admin muốn em. Thì cái game nào á thì nó cũng có một cái lỗi riêng của nó thôi các bạn à. Bây giờ á tìm không có rồi bỏ tay thì biết sao bây giờ. Mất luôn trái Goro, rồi mất luôn trái Magu luôn. Hiện tại bây giờ là mình còn trái Goro ở trong người, mình mới dám chơi cái trò là bỏ 50 Rubik ra để bỏ đi trái quỷ. Chứ mà nếu mà không có trái quỷ Goro ở trên người chắc mình thật sự mình không dám làm cái trò này luôn đâu các bạn ơi. Quá nguy hiểm. Mà bây giờ là mình không thấy trái quỷ ở đâu luôn à. Chắc mất rồi các bạn. Mình không biết là trái quỷ mà nó rớt xuống biển thì nó duy trì được bao lâu em. Trời ơi, trời ơi, tao người cá mà còn chết đuối đi chứ. Cái này thì giúp cho mấy bạn bơi ở dưới nước lâu hơn thôi. Chứ bạn vẫn lên ở trên mặt nước để các bạn lấy oxy em. Cũng giống như mấy con cá heo đó các bạn. Cá heo thì nó bơi dưới nước là các bạn thấy như vậy á. Nhưng mà nó cũng phải có một cái thời gian nó ngồi lên mặt nước để nó lấy oxy rồi nó mới tiếp tục bơi em. Còn bây giờ thì mình cảm thấy là thua rồi đó. Chứ video ngày hôm nay thì tạm kết thúc tại đây các bạn ha. Có trái quỷ Goro vui quá nhưng mà cái kết thì không như mong muốn. Thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn trong video lần sau nha. Bye bye các bạn nha.